Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Tử Vi Số mệnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe về tử vi chọn đời cho nam mạng tuổi Nhâm Thìn, người sinh năm 1952 và 2012, mệnh Thủy, giải nghĩa là nước chảy mạnh. Nhâm Thìn số mạng như là trường lưa mạng thủy chảy hoài luôn luôn. Lỗi sinh xuân hạ phải buồn, giàu sang cũng mệt khổ thân cực hoài. Thu đông sinh đặng thời nay như cá gặp nước như rồng gặp mây đàn ông thuận số căn nhâm số thì quyền tức không thì cũng ông đặng sinh là số tự trời nhờ trời phật độ mới toàn mạng thay số phải đợi vận làm giàu hạn quá bốn chín lên ca lần lần phước dư trời báo thiện nhân thọ khương phú hậu riêng xuân một nhà cuộc sống tử nhâm thìn có nhiều hy vọng tốt đẹp về vấn đề tình duyên và tương lai về cuộc sống có phần tốt đẹp về tình cảm và tài lộc và trung vận và hậu vận thì được nhiều tốt đẹp về hạnh phúc, công danh có phần lên cao. Tóm lại, cuộc sống nhiều tươi đẹp về phần hậu vận và có phần tốt đẹp về bổn mạng cũng như về cuộc sống tình cảm. Tuổi nhâm thìn hưởng thọ trung bình từ 56 tuổi đến 60 tuổi là mức tối đa, nhưng có nhiều phúc đức thì sẽ được gia tặng niên kỷ, gian ác thì sẽ giảm kỷ. Tình duyên. Tuổi nhâm thìn về tình duyên có 3 giai đoạn như sau. Nếu sinh vào những tháng này, cuộc đời có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc đó là tuổi nhâm thìn sinh vào những tháng 4, 8 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn sẽ có hai lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống được hoàn toàn hạnh phúc, không thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Gia đạo, công danh Phần công danh có kết quả tốt. Phần gia đạo được yên hòa và trung vận, cuộc sống về gia đình và công danh, có nhiều tốt đẹp sau này. Sự nghiệp được thành tựu mau lẹ, tiền bạc đầy đủ và có phần sung túc vào thời trung vận, có thể tạo nên hoàn toàn tốt đẹp về hai vấn đề này. Những tuổi hợp làm ăn Tuổi nhâm thìn hợp tác làm ăn với những tuổi này thiểu có kết quả tốt đẹp về tài lộc cũng như về công danh và cuộc sống. Đó là các tuổi rất hợp với tuổi nhâm thìn, tức là các tuổi nhâm thìn, bính thân, mậu tuất. Lựa chọn vợ, chồng, nếu bạn lựa những tuổi này mà kết hôn thì được giàu sang và phú quý, đó là các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất, Canh Dần. Nếu kết duyên với những tuổi này thì chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu. Những tuổi này chỉ hợp vào đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu kết duyên với những tuổi này thì nghèo khổ, đó là kết duyên với các tuổi: Đinh Dậu, Tân Mão. Vì những tuổi này không hợp về tình duyên mà cũng không hợp về tài lộc nên cuộc sống sẽ hết sức khó khăn cơ cực. Những năm này bạn không nên cưới vợ, vì nếu cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là bạn ở vào số tuổi 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 52 tuổi. Sanh vào những tháng này cuộc đời phải có nhiều vợ, đó là bạn sinh vào những tháng 2, 3, 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, Tuổi nhâm thìn đại kỵ với những tuổi này, nếu kết duyên hay hợp tác làm ăn thì bị tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời. Đó là các tuổi giáp ngọ, ất mùi, canh tý, bính ngọ, đinh mùi và mộng tý. Về vấn đề tình duyên khi gặp tuổi kỵ phải âm thầm ăn ở với nhau, không nên cưới lễ linh đình, kỵ mâm trầu. Gặp tuổi kỵ trong công việc làm ăn thì nên xem số mạng và cúng kiến nhà cửa. Gặp tuổi kỵ trong gia đình thì coi sao mà cúng cả hai tuổi và cầu trời Phật xin giải hạn thì sẽ qua khỏi tai nạn và sẽ được giải hạn những năm khó khăn nhất. Tuổi nhâm thìn trong cuộc đời có những năm khó khăn nhất, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 19, 28 và 32 tê tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Tuổi nhâm thìn có những ngày giờ hợp nhất là ngày chẵn, giờ chăn và tháng chẵn. Xuất hành theo những giờ đó có phần thắng lợi về tài lộc như cuộc đời. Những diễn tiến từng năm. Từ 20 đến 25 tuổi, 20 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống. 21 tuổi hy vọng được thành công về công danh. 22 và 23 tuổi, hai năm này có nhiều phúc đức và hy vọng được phước lộc và tài lộc. 24 và 25 tuổi, hai năm này nên làm ăn hay đi xa thì có nhiều lợi to. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi, nhiều tốt đẹp về tài lộc và công danh có phần lên cao. 27 và 28 cũng còn nhiều tốt đẹp, cuộc sống hoàn toàn lý tưởng và gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc dồi dào và có nhiều chuyên hay đẹp bất ngờ. 29 và 30 tuổi, hai năm này làm ăn được phát đạt và có nhiều tốt đẹp về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi, năm này làm ăn nên phát triển, có tài lộc và có cơ hội tạo lấy sự nghiệp và cuộc đời. 32 và 33 tuổi, hai năm này có hơi xấu nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về làm ăn. 34 và 35 tuổi, hai năm này trở lại khá tốt, nên phát triển việc làm ăn hay đi xa có nhiều thắng lợi hơn. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi, năm hoàn thành sự nghiệp và cuộc đời. 37 và 38 tuổi, may mắn thành công hoàn toàn trong cuộc sống. 39 và 40 tuổi và những tháng cuối năm, những tháng đầu năm hơi xấu. Kỵ điều tiếng thị phi. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi có nhiều hay đẹp. 42 và 43 tuổi, nhiều tốt đẹp trong cuộc sống, có hy vọng thành tựu về tài lộc cũng như tình cảm. 44 và 45 tuổi có nhiều ảnh hưởng tốt đẹp trong sự làm ăn cũng như về gia đạo, công danh. Từ 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp, tiền bạc dồi dào. 47 và 48 tuổi, hai năm này lại quá xấu, không nên đi xa hay giao dịch về tiền bạc, 49 và 50 tuổi, trở lại có nhiều tốt đẹp trong vấn đề công danh và sự nghiệp. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này, không được tốt cho bổn mạng, cuộc sống có phần bị đảo lộn tình cảm cuộc đời nên cẩn thận đề phòng sự rủi ro và hao tài tốn của trong những năm này. Từ 56 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này không được tốt lắm, nên cẩn thận việc làm ăn, đừng phung phí tiền bạc, cố gắng tạo lấy sự vui tươi cho gia đình, để con cháu được vui vẻ sung học. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem kinh tử vi số mệnh quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những thông tin ý nghĩa này đến những người mình yêu quý nhé